Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình. Trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách build nhân vật Saju của mình với mọi người. Một nhân vật 4 sao vừa ra mắt mà ai cũng muốn sở hữu. Saju là một nhân vật có chỉ số tấn công cơ bản khá cao so với các nhân vật 4 sao. Khi đột phá sẽ tăng tinh thông nguyên tố 96 tinh thông nguyên tố tại level 90. Như vậy là các bạn cũng thấy là tinh thông sẽ có phần ảnh hưởng với nhân vật này. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một số điểm lưu ý về bộ thiên phú của Saju. Về cái phần đánh thương thì mình sẽ bỏ qua tại vì là nó cũng giống tương tự với các nhân vật 4 sao khác. Còn ở kỹ năng nguyên tố thì có nhiều điểm lưu ý. Cái kỹ năng này thì các bạn có thể hiểu dễ dàng ngắn gọn như sau. Đó là Saju sẽ cuộn thành bánh xe gió lăn với tốc độ cao va vào kẻ địch gây sát thương nguyên tố phong. Đồng thời thì khi kết thúc sẽ tung ra cú đá lốc xoáy gây sát thương phạm vi nguyên tố phong. Cái skill này thì có hai cái cơ chế, đó là nhấn và nhấn giữ. Nếu các bạn nhấn thì sẽ vào trạng thái bánh xe gió lăn về phía trước một đoạn ngắn và tung cú đá lốc xoáy, còn nhấn giữ thì sẽ là lăn liên tục trong khoảng thời gian dài. Và trong cái trạng thái này thì Saju sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn và Saju có thể điều khiển hướng lăn, đồng thời có thể thi triển kỹ năng một lần nữa để kết thúc sớm trạng thái này. Và khi mà các bạn nhấn giữ thì cái sát thương của cú đá lốc xoáy nó sẽ lớn hơn so với là việc nhấn. Đây, các bạn có thể so sánh như sau, thì tại level 4 thì khi mà chúng ta nhấn ấy nó chỉ có là 21% thôi, nhưng mà nhấn giữ thì nó lên tận 95,2%. Tiếp đến thì khi mà nhấn giữ có thể kéo dài tối đa là 10 giây. Khi hiệu quả kết thúc, kỹ năng sẽ rơi vào tính cooldown. Thời gian trong trạng thái bánh xe gió càng dài thì cooldown càng dài. Tiếp tục đó là chuyển hóa nguyên tố. Thì cái này nó hoàn toàn tương tự với là các nhân vật ở hệ phong khác. Đó là khi mà Saju ở trạng thái bánh xe gió tiếp xúc với nguyên tố thủy, hỏa, băng, lôi sẽ nhận thuộc tính nguyên tố đó tương ứng, khiến cho bánh xe gió và cú đá lốc xoáy kèm thêm sát thương của nguyên tố này. Ok, thì cái cơ chế này các bạn có thể vận dụng một cách linh hoạt bằng cách đó là chỉ cần bản thân của Saju có nguyên tố thì các bạn hoàn toàn có thể khuếch tán. Ví dụ như Saju đứng ở trên Q của Bennett hay là Saju sử dụng E của Sinh Chiêu cũng như là một số cái tính năng khác như là khiên chẳng hạn, thì các bạn có thể khuếch tán cái nguyên tố đó và tăng thêm sát thương. Đây thì phần sát thương thì ngoài cái sát thương của bánh xe gió thì còn có thêm cái phần sát thương nguyên tố của bánh xe gió, đó là 21% tại level 4. Như vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc với nguyên tố ấy thì cái chiêu E này nó càng mạnh. Và nó mạnh nhất là ở cái đòn đá cuối cùng khi mà các bạn nhấn giữ. Một cái điểm lưu ý đặc biệt nữa đó là khả năng tạo nguyên tố của cái lăn tròn này. Thì các bạn để ý nhá, khi mà các bạn nhấn ấy thì sẽ tạo ra 2 hạt. Và khi mà các bạn nhấn giữ trong vòng 10 giây thì ngoài 2 hạt khi mà các bạn đá cái đòn cuối cùng thì trong khoảng 10 giây đấy có thể tạo thêm tầm 3 cái hạt nữa. Như vậy thì trong cái trường hợp quái đông các bạn có thể lăn qua lăn lại để có thể tạo ra thật nhiều hạt năng lượng nguyên tố. Còn một cái cách nữa đó là khi mà quá ít hoặc là đơn mục tiêu thì các bạn có thể ứng dụng theo cái cách của mình. Đó là các bạn chỉ cần dùng Saju để nhấn giữ một khoảng ngắn thôi, sau đó thì đá luôn. Như vậy thì các bạn sẽ có được 3 hạt năng lượng nguyên tố ngay lập tức, trong khi cái thời gian cooldown nó là không nhiều. Ok, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với kỹ năng nộ Muzina bối rối. Đó là khi mà Saju sử dụng thì sẽ gây sát thương nguyên tố phong cho tất cả kẻ địch bên cạnh và hồi HP cho tất cả nhân vật ở trong đội. Lượng hồi phục phụ thuộc vào tấn công của Saju. Đồng thời triệu hồi ra một con gọi là Muji Muji Daruma. Cái con Muji Muji Daruma nó có hiệu quả như sau: dựa vào tình trạng xung quanh, sử dụng một trong các loại hành động sau. Nếu HP của nhân vật ở gần đều trên 70% thì Muji Muji Daruma sẽ tấn công một kẻ địch ở gần, gây sát thương nguyên tố phong. Và nếu HP của các nhân vật ở gần dưới hoặc bằng 70% thì sẽ hồi HP cho nhân vật ở gần có phần trăm HP thấp nhất. Cái lượng hồi phục này thì sẽ phụ thuộc vào tấn công của Saju. Nếu xung quanh không có kẻ địch thì cho dù HP của nhân vật đã trên 70% thì cũng hồi HP cho nhân vật. Ok, thì một kỹ năng khá là dễ hiểu thôi. Khi mà nhấn thì sẽ là gây sát thương phong và gọi ra một con pet. Thì con pet này nếu HP của nhân vật trên 70% thì nó sẽ tấn công các kẻ địch xung quanh. Còn nếu HP dưới 70% thì nó sẽ hồi HP cho nhân vật có phần trăm HP thấp nhất. Và cái lượng hồi phục thì nó sẽ là phụ thuộc vào tấn công của Saju. Thời gian kéo dài sẽ là 12 giây và cooldown sẽ là 20 giây. Thì mình có xem xét đó là trong khoảng thời gian 12 giây con Muji Muji Daruma này sẽ tấn công 7 lần. Ok, tí nữa thì chúng ta sẽ bổ sung cho cả kỹ năng nộ bằng các cái thiên phú và cung mạnh sao. Bây giờ chúng ta cùng đến với thiên phú cố định 1. Đó là ứng cử viên phù hợp hơn. Khi mà Saju kích hoạt phản ứng khuếch tán trong trận sẽ hồi 300 HP cho nhân vật, phe bạn gần đó và nhân vật của bản thân. Ngoài ra thì mỗi điểm tinh thông nguyên tố của Saju sẽ hồi thêm 1,2 HP. Hiệu quả này mỗi 2 giây chỉ kích hoạt một lần. Như vậy thì với cái thiên phú cố định này, cái khả năng hồi máu của Saju nó không còn phụ thuộc vào kỹ năng nộ, mà các bạn có thể hồi máu bằng cách là khuếch tán đến từ kỹ năng nguyên tố E. Ngoài ra thì cái khả năng hồi máu của cái thiên phú cố định này nó còn phụ thuộc vào chỉ số tinh thông nguyên tố. Với mỗi một điểm thì sẽ hồi thêm 1,2 HP.
Như vậy thì nếu chúng ta có 500 tinh thông thì sẽ hồi thêm 600 HP, cộng với 300 HP nữa thì mỗi lần khuếch tán Sazu có thể hồi được 900 HP mỗi 2 giây kích hoạt một lần. Tiếp theo thì đến với thiên phú cố định thứ hai, Sazu không cần làm việc nữa. Muji Muji của trường phái Juhu, Mujina bối rối nhận được hiệu quả như sau. Khi hồi HP cho nhân vật sẽ hồi 20% lượng HP này cho các nhân vật khác xung quanh nhân vật này, và khi tấn công kẻ địch sẽ mở rộng phạm vi gây sát thương. Như vậy thì đây cũng là một cái thiên phú rất là quan trọng, tăng khả năng hồi HP và tăng khả năng gây sát thương của con pet Muji Muji Daruma. Thì cái việc mở rộng phạm vi tấn công của con pet này thì ngoài cái tăng khả năng sát thương, nó còn tăng thêm khả năng khuếch tán của Sazu nữa. Ok, cuối cùng đó là thiên phú cố định 3. Có Sazu đóng đội thì các nhân vật của đóng đội khi tiếp cận một số sinh vật như tinh điệp sẽ không làm chúng hoảng sợ. Đây là một cái thiên phú rất là quan trọng đối với những bạn nào mà chơi ở trên mobile ấy, để mà săn tinh điệp rất là khó khăn. Thì khi mà có Sazu các bạn có thể hoàn toàn săn một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển qua cái phần vũ khí. Với một nhân vật có năng lượng nguyên tố cần lên tới là 80 thì mình sẽ khuyến nghị mọi người là hãy sử dụng những cây vũ khí có dòng hiệu quả nạp. Ví dụ như là đại kiếm Tây Phong này, đại kiếm Tế Lễ hay là Thiên Không Kiêu Ngạo. Ngoài ra thì có một vũ khí mình thấy rất là phù hợp, đó chính là cây trọng kiếm Ren ở Inazuma. Cây đấy thì sẽ tăng thêm cho các bạn cái sát thương đến từ kỹ năng nguyên tố nữa. Và nếu như không có vũ khí đấy mà phải buộc lựa chọn giữa đại kiếm Tế Lễ và đại kiếm Tây Phong thì mình khuyến nghị là mọi người hãy sử dụng đại kiếm Tế Lễ, bởi vì các bạn sẽ dễ dàng kích hoạt cái nội tại hơn. Còn đại kiếm Tây Phong ấy, đại kiếm Tây Phong thì cái đặc điểm là nó sẽ có cái hiệu quả nạp nó lớn hơn. Đây, các bạn có thể thấy là tại tinh luyện 1 thì level 1 thì hiệu quả nạp của đại kiếm Tế Lễ là 6,7%, còn của Tây Phong thì nó sẽ là 13,3%. Còn cái dòng nội tại thì khi mà các bạn chỉ lên thuần support thì sẽ hơi khó để kích hoạt, mà cần các bạn lên theo kiểu là sub DPS hoặc là DPS thì có cái tỷ lệ bảo kích nó khoảng 50% trở lên thì mới có thể kích hoạt được cái đại kiếm này một cách dễ dàng. Còn với những ai mà có thể rèn đã được cây trọng kiếm của Inazuma ấy, thì mình vẫn khuyến nghị là hãy dùng cái cây đấy nhá. Tiếp đến đó chính là phần thánh nhi vật. Thánh nhi vật thì mình sẽ khuyến nghị mọi người đó là sử dụng cái set bóng hình màu xanh. Nó sẽ cho các bạn cái khả năng là tăng sát thương nguyên tố phong này, tăng sát thương phản ứng khuếch tán, và đặc biệt là có thể giảm kháng nguyên tố của kẻ địch. Vậy thì chính xác là các món như là đồng hồ, ly và nón thì chúng ta phải chọn như thế nào? Các bạn cũng biết là Sazu nó sẽ phụ thuộc vào hai cái chỉ số, đó là tấn công và tinh thông nguyên tố. Với chiêu Q của Sazu ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào tấn công. Đây, lượng trị liệu theo tấn công nhá, sát thương cũng theo tấn công. Còn cái đây, cái thiên phú cố định thì nó sẽ là phụ thuộc vào cái chỉ số tinh thông. Do đó thì có thể là nhiều bạn sẽ phải phân vân là chúng ta sẽ phải nâng theo tấn công hay là chỉ số tinh thông. Theo mình ấy, nếu các bạn có ít thánh nhi vật và không có nhiều thì các bạn có tấn công, các bạn chơi tấn công, và các bạn có tinh thông thì các bạn chơi tinh thông. Còn chính xác theo mình hiện tại thì mình chơi như thế này, đó là nón thì mình sẽ chơi tinh thông, ly thì mình cũng sẽ chơi tinh thông, còn đồng hồ thì mình sẽ chơi hiệu quả nạp, lông và hoa thì nó cố định rồi. Đó, thì mình sẽ theo cái chỉ số tinh thông, bởi vì khi mà các bạn theo tinh thông ấy thì các bạn bớt bị phụ thuộc cái khả năng hồi máu vào chiêu quy. Đây, bớt bị phụ thuộc vào chiêu quy, mà các bạn có thể hồi máu bằng cách là khuếch tán đến từ chiêu E. Đây, ví dụ mình có 500 tinh thông thì sẽ là hồi được tổng cộng là 900 máu mỗi lần khuếch tán. Thì với cái thiên phú cố định này, chúng ta có thể hồi máu cho tất cả nhân vật trong đội mà không cần quá phụ thuộc vào cái chiêu quy. Ngoài ra thì ở tương lai khi mà các bạn lên cung mệnh 6 thì cái chiêu quy nó cũng phụ thuộc vào cái chỉ số tinh thông. Do đó thì khi mà chúng ta theo cái thiên hướng tinh thông từ bây giờ thì sẽ có lợi ích về tương lai hơn. Còn nếu các bạn không có tinh thông ấy thì mình vẫn khuyến nghị là các bạn có thể chơi tấn công cũng được. Mình cũng có tham khảo một cái bảng đến từ YouTuber tính toán ở nước ngoài, đó là khi mà chúng ta lên tấn công ấy thì cái lượng sát thương đến từ chỗ Q, chỗ E cũng như là cái lượng hồi máu nó sẽ nhiều hơn là tinh thông. Tuy nhiên thì khi mà lên tinh thông thì các bạn bớt bị phụ thuộc vào chỗ Q, và các bạn cũng có cái sát thương đến từ phản ứng khuếch tán, nó cũng không hề thua kém khi mà các bạn lên theo thiên hướng tấn công. Hôm qua thì mình cũng đã có mượn một số cái nick Sazu cung mệnh 6 và mình có thử test theo cái hướng đó là lên tấn công, thì mình thấy là cái sát thương thật ra nó cũng không quá lớn khi mà các bạn lên tập trung vào cái chỉ số tấn công, nếu mà các bạn muốn lên sát thương ấy. Còn Sazu đối với bản thân mình ấy, thì mình sẽ chơi theo cái thiên hướng đó là support mà thôi, support và hỗ trợ một phần sát thương mà thôi, mình sẽ không cố tập trung sát thương cho Sazu. Còn về cái phần full tinh thông và full tấn công thì mình sẽ mượn một cái nick cung mệnh 6 và mình test cho mọi người xem ở cái video sau nhá. Tiếp theo thì chúng ta cùng xem cung mệnh để xem là cung mệnh mấy thì Sazu sẽ chơi tốt nhá, và cần tối thiểu là cung mệnh bao nhiêu. Ok, đầu tiên đó chính là cung mệnh 1.
hành động của Mujimuji Daruma ở chiêu nộ sẽ bỏ qua hạn chế về HP, có thể cùng lúc tấn công kẻ địch ở gần và hồi HP cho nhân vật. Như vậy thì đây là một cái cung mệnh mà mình thấy nó có phần hơi giống của Bennett, tức là bỏ qua giới hạn về HP. Thì như các bạn cũng biết, đó là chiêu nộ của Sazu, nó rất là lằng nhằng. Đây, cái con pet này thì nó sẽ dựa vào cái tình hình của nhân vật ở gần đấy. Nếu nhân vật ở gần có HP trên 70% thì con quái nó sẽ là đánh địch ở gần gây sát thương của tổ phong. Và nếu HP của nhân vật dưới hoặc bằng 70% thì nó sẽ hồi HP cho nhân vật có phần trăm HP thấp nhất, vân vân vân. Nói chung là nó rất là lằng nhằng và nó sẽ không được mượt. Tức là nếu mà máu dưới 70% thì nó sẽ hồi HP mà nó không tấn công. Và khi mà máu của nhân vật trên 70% thì nó mới tấn công. Đấy, các bạn thấy không? Mình nói thôi mà nó cũng khá là lằng nhằng. Thì với cái cung mệnh này nó sẽ giải quyết tất cả. Tức là nó sẽ bỏ qua giới hạn và có thể cùng lúc vừa tấn công vừa hồi máu. Như vậy thì nó sẽ là đơn giản hơn. Do đó thì mình thấy đây là một cái cung mệnh mà tối thiểu các bạn nên đạt được. Thật ra thì cung mệnh không vẫn chơi được, nhưng mà cung mệnh 1 thì các bạn sẽ chơi nó mượt hơn, nó dễ dàng hơn, và cố gắng lấy cung mệnh 1 nhá. Tiếp theo là cung mệnh 2. Cung mệnh 2 thì sẽ là gia tăng sát thương cho cái kỹ năng nguyên tố E. Kỹ năng nguyên tố sẽ nhận hiệu quả như sau: khi nhấn thi triển, sát thương của cú đá lốc xoáy gây ra sẽ tăng 3,3%, và khi ở trạng thái bánh xe gió, khi mà nhấn giữ thi triển, mỗi 0,5 giây sẽ tăng 3,3% sát thương cho cú đá lốc xoáy gây ra lần này. Và bằng cách này thì sát thương của cú đá lốc xoáy đến từ châu E gây ra có thể tăng tối đa lên tới là 66%. Như vậy thì cung mệnh này thì sẽ hỗ trợ một phần sát thương đến từ châu E. Việc mà chúng ta phải lăn liên tục để khuếch tán cũng như là hồi máu thì bây giờ với cái cung mệnh này nó sẽ có nhiều tính năng và cái sự đa dụng hơn đến từ châu E. Tức là chúng ta vừa có gây sát thương này, vừa có khuếch tán này, vừa có hồi máu. Đấy, tuy nhiên thì mình thấy là nó cũng không quá cần thiết. Có thì tốt, nhưng mà không nhất thiết là phải có bằng được. Tiếp đến là cung mệnh 4. Cung mệnh 3 về 5 thì sẽ là tăng cấp skill của kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Cung mệnh 4 thì sẽ là như sau: khi Sazu kích hoạt phản ứng khuếch tán trong trận sẽ hồi 1,2 năng lượng nguyên tố. Hiệu quả này mỗi 2 giây kích hoạt một lần. Với cái cung mệnh này thì sẽ hỗ trợ cái khả năng hồi năng lượng nguyên tố cho Sazu. Và như lúc nãy mình nói đấy, cái cung mệnh 2 này kết hợp với cung mệnh 4 này thì sẽ khiến cho cái kỹ năng nguyên tố lăn của Sazu nó sẽ có nhiều tính năng và nó sẽ có cái sự đa dụng. Tức là khi lăn thì chúng ta vừa có sát thương, vừa có khuếch tán này, vừa có hồi máu, vừa có hồi năng lượng nguyên tố. Đấy, thì khi mà các bạn lên tới cung mệnh 4 thì nó sẽ là như thế. Nó sẽ nhấn mạnh cái việc mà chúng ta cần phải lăn nhiều hơn. Còn ở các cái cung mệnh thấp, ví dụ như là cung mệnh 1 thì chúng ta không cần phải lăn quá nhiều. Tiếp theo đó là cung mệnh 6. Cung mệnh 6 thì có thể tóm tắt như sau. Đó là cái kỹ năng nộ, cái con pet Mujimuji Daruma sẽ nhận được hiệu quả như sau. Đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái chỉ số tinh thông của Sazu. Với mỗi điểm tinh thông thì cái sát thương của nó gây ra sẽ tăng thêm 0,2% tấn công. Và bằng cách này có thể tối đa gây thêm sát thương bằng 400% tấn công. Và cái lượng hồi phục cũng mỗi điểm tinh thông thì nó sẽ tăng lên 3 điểm. Và bằng cách này thì tối đa có thể tăng được 6.000 điểm hồi phục. Như vậy thì khi mà cung mệnh 6 ấy, thì cái điểm tinh thông nó sẽ có cái hiệu quả thực sự là rõ rệt so với cung mệnh thấp. Ở cung mệnh thấp thì chúng ta vẫn cần phải phân vân là lên tinh thông hay là lên tấn công. Tuy nhiên thì ở cung mệnh 6 thì đáp án nó rõ ràng rồi, đó là chúng ta cần phải lên cái điểm tinh thông thật cao. Ok, và đó là cái dàn cung mệnh của Sazu. Theo mình thì tối thiểu các bạn nên đạt được là cung mệnh 1. Còn cung mệnh 2, 4 và 6 các bạn lên được thì tốt, đặc biệt là cung mệnh 6. Cung mệnh 6 thì chắc chắn là con nào nó chả mạnh đúng không? Còn hai cái cung mệnh 2 và 4 ấy thì lên được thì tốt, mà không lên được thì không sao. Cuối cùng đó là cái phần đội hình. Hiện tại theo cảm quan của mình ấy, thì vai trò của một nhân vật hệ phong, khuếch tán và hồi máu trong đội hình hệ hỏa có lẽ là không quá cần thiết khi mà chúng ta đã có Bennett giúp hồi máu rồi. Do đó thì vị trí hệ phong theo mình nghĩ ấy, thì chúng ta cần một nhân vật nhấn mạnh về khả năng tấn công cho toàn đội, như gom quái hay bắt tấn công, như Kazuha hay là Trục Râu đã làm rất tốt, hoặc là Venti. Còn bên hệ băng, chơi thuần sát thương băng như là Azaka hay là Ganju thì có Diona hồi máu rồi. Nên là nếu ai có Kazuha thì Kazuha vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu. Thật sự thì ở cái thời điểm hiện tại ấy, Kazuha nó là một cái lựa chọn tốt nhất trong các cái đội hình chơi sát thương nguyên tố. Sazu theo mình thì đối với những ai chơi đội hình nguyên tố không có Kazuha, cần một nhân vật hệ phong vừa giảm kháng vừa hồi máu, thì vai trò của Sazu sẽ tốt hơn Trục Râu ở trong nhiều trường hợp. Khi mà bắp tinh thông của Trục Râu không có lợi nếu các bạn chơi đóng băng hay là DPS thuần nguyên tố không phản ứng. Hiện tại thì vai trò của Sazu mình đánh giá ở mức tốt, dễ chơi, dễ sử dụng, dễ lên đồ, không phải quá bùng nổ vì chúng ta đã có rất nhiều nhân vật hệ phong quá mạnh nên là các vị trí 4 sao dễ dàng bị lu mờ. Ok, và đó cũng là nội dung cuối cùng trong cái video của ngày hôm nay. Theo các bạn thì sao? Các bạn có những cách build nào hay hơn, hợp lý hơn giúp Sazu có thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình
hãy chia sẻ cho mình và mọi người bằng cách comment ở phía dưới nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Đừng quên ủng hộ mình bằng một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Empty. The only thing I can see is my own silhouette.